nhắc đến cái việc mà tham dục này thì bao nhiêu là cái mảnh đời khổ đau từ ngay chỗ này mà bao nhiêu con người mất danh mất tiếng cũng từ ngay chỗ này rồi bao nhiêu con người trở thành cái hèn mọn cũng từ ngay chỗ này rồi bị xem thường bị cười chê cũng từ chỗ này quý vị coi có khi một người con trai cha mẹ sinh mình vậy mà vì thương vợ bằng cách mù quáng vì sắc đẹp của vợ mà chúng ta dám chửi cha chửi mẹ mình hoặc là hành hung với anh em mình có không có rồi những đức thường nói cái câu chuyện mà lữ bố động chát vì mê nhan sắc của điêu thiền mà hai danh tướng này cũng bỏ mạng Ghi lại cái mặt trái cho đời sau nhận thức từ tham dục Từ nơi đó con người mà có thể vượt qua được chỗ này Nhất định là trở thành trang nam tử Đầu đội chờ chứng đạp đắc Chỉ cần chúng ta không phải là trừ tiệt được mà sống đối với vợ với chồng cho nghiêm túc đàng hoàng không có cái việc đi ra bên ngoài gian dí với người khác thôi như vậy thì quý vị cũng có thể gây dựng một gia đình hạnh phúc và biết điều tiết thì tự nhiên mình cũng có sức khỏe rồi chứ kẻ phàm phu nếu nói tiệt dục luôn thì điều này khó vô cùng không mấy người làm được Cả người tu đạo cũng khó ai mà tiệt sạch được Cỡ nào nó vẫn còn cái mầm mống Còn cái nhăn khởi dục Vẫn là gặp người đẹp Vẫn có tâm thích nhìn Nhưng mà nó Có một cái pháp tu Nó điều phục tâm lại Nó không có lộ lễ như Ngày xưa mình chưa tu thôi nên chúng ta học tập cái quyển sách Một khuyên người bỏ sự tham dục này Nó đặc biệt Và trong cái thời đại hôm nay quý vị coi Vì cái chỗ này Mà tạo bao nhiêu nghiệp Từ cái tham dục mà Rồi đi mang thai Rồi đi phá thai Rồi quý vị coi bao nhiêu con người Vì cái lợi dưỡng mà người ta Dán giấy quảng cáo về cái việc phá thai theo đường phố nheo nhóc hết trơn tạo ra cái phương tiện dễ dàng cho thanh niên thiếu nữ gần gũi nhau rồi đi phá thai họ chụp được một chút cái lợi ích mà họ không nghĩ rằng cái việc họ làm đây rồi con cháu mình cũng sẽ đi vào con đường này rồi sao nên cái việc đó, mà nhiều địa điểm mà nổi lên về phá thai này hút thai này thì đây là cái chỗ để mà tiện bề cho tủ trẻ hư hỏng nếu như những chỗ này mà không có thì tuổi trẻ cũng phải suy nghĩ đến với nhau rồi lỡ có mang là phải đẻ từ đó nó cũng sợ một chút nó không dám tùy tiện được còn bây giờ mà nó có tiền chút đỉnh thôi nó ăn ở với nhau mang thai là bỏ liền Hưởng dục một chút đó rồi Có khi ăn hẳn cả đời Có những thiếu nữ nó rằng là phá thai Ba bốn lần, bốn năm lần Bởi vì Thời tiết thay đổi Mưa gió nghịch mùa Dịch bệnh, chiến tranh Từ do cái sát sanh Và nghiệp phá thai này Quá nặng nề Trư tổ sư cũng nhắc nhở. Nên người mà có thể điều tiết được chỗ này là phước báu nó phát triển, gia đạo hạnh phúc, sức khỏe tốt. Sanh con con cũng thông minh, có đạo đức. Vì cái hạt giống nó khỏe mạnh. Người mà tham dục quá rồi, sanh con hạt giống này yếu ớt, con cũng ngu ngốc, không có chí hướng lên. Luôn luôn là một con người siêng ăn, biến làm lười biếng không làm được trò chống gì ngủ gà ngủ gặt yếu ớt có những đứa con nít quý vị coi nó cứ là cái gương mặt nó ngủ gà ngủ gặt lạ lắm quý vị ơi ừ. như là nó không có chắc dinh dưỡng gì chứ hạt giống yếu quá có một câu chuyện này xác thực mà những đứa biết đó quý vị hồi một gia đình này cũng danh tiếng khá giả vô cùng mà có tiền không có nghe đạo cái ông chồng này ổng đi gian díu với cô này đến cô nọ bà vợ thì có tiền thì cũng thấy chồng như vậy thì cái câu nói rằng là ông ăn chả bà ăn nem hai vợ chồng mặc sức ăn chơi trong gia đình con thằng con trai con trai cũng ăn chớ cha mẹ nó như vậy rồi thì thằng con trai như vậy thôi rồi sau này cũng cứ vợ cho thằng con trai này con cháu thì ít lắm mà thường là những người tham dục con cháu ít thì bắt đầu là cứ vợ thằng con trai sau này sanh ra một đứa con Là trong gia đình có cháu Mà đứa cháu gái Quý vị biết rằng là Đứa cháu gái nó lên mới có 4 năm tuổi Vậy đó mà Ông nội Chăm cháu gái Chăm cháu thương cháu lắm Vậy mà cái ông này Vì cái máu ăn chơi Cái máu tham dục của ông Vậy mà đứa cháu có 4 năm tuổi Ông hại đời cháu ông mà hại bốn năm lần đứa cháu gái mà trong cái gia đạo gì đó mà nó kỳ cục Rồi sau này đứa bé nhỏ này nó lại bị chú nó hại nó Nhỏ nhỏ xíu tuổi thôi mà vì cái tham dục mà kinh khủng đó quý vị Rồi á Mẹ của cháu này xa cha Rồi tiếp tục đi lấy người đàn ông khác Lấy người chồng khác thì con bé gái này đi theo mẹ thì người đàn ông này ở với mẹ Xong đứa bé này nó lên 6-7 tuổi, 7-8 tuổi Thì ở nhà thì cha ghẻ tiếp tục hại nhỏ này 5-7 lần nữa Rồi xong mẹ biết được nó xa cái người đàn ông này Cái đi đến cái chỗ khác sống Cái tiếp tục cái bắt đầu bà có bồ nữa Cái đem người đàn ông về nhà sống Đứa con lúc đó Nhỏ này nó mười mấy tuổi Thì tiếp tục cái người mà ở với bà Tiếp tục hại thêm con nhỏ đó này con nhỏ mười mấy tuổi này thêm nữa con nhỏ bé mới có mười mấy tuổi tính ra nó qua tay năm sáu ông đàn ông từ ông nội chú rồi hai ba người cha ghẻ quý vị coi một cái gia đạo như vậy quý vị coi rồi gia đạo nó suy si sụp hoàn toàn hết nợ nần chồng chất nghèo nàn sụp đổ sạch hết quý vị thiền bè gì mắt trắng sạch hết chứ kinh khủng không quý vị coi từ ngay cái chỗ tham dục mà phá tan sự nghiệp như vậy đáng sợ chưa nên đó, chúng ta mà khi xác thực vào cái việc mà tham dục này mới thấy nó đáng sợ thiệt bởi vì nói rằng anh hùng hào kiệt mà trở thành tiểu nhân bỉ ỏi người sáng suốt mà trở thành tối tâm mù quáng vì đắm sai vào dục lạc nữ sắc thì cuối cùng nó mất lý trí. Một ông vua tham dục thì không còn quan tâm đến dân tình. Một ông quan tham dục thì nhất định ông quan này không có làm lợi ích cho một vùng đó. Một đứa con tham dục thì có khi chửi cha mắng mẹ. Một bé gái này tham dục có thể dám bỏ cha mẹ đi theo trai. Quý vị coi, cái dục vọng đáng sợ như vậy. Nên nhà nho mới nêu lên một câu rằng Vạn ác dâm đứng đầu Vạn thiện hiếu trước tiên Thấy không? Từ nơi đó mà Cái dâm này rồi sát Rồi dâm này rồi trộm Trộm dâm Cái người trộm cấp là do gì ham dâm dục Có tiền để mà dục vọng Hoặc là kiếm tiền của cải vật chất Để mà cung phụng cho cái dục vọng Quý vị coi đúng hay không có khi chúng ta cực khổ lam lũ còng lưng Nhưng vì dục vọng mà chúng ta đi kiếm tiền Như những đứa ngày xưa chưa đi tu Làm còng lưng cực khổ Vậy mà tối lại là đi kiếm quán xá đồ Đi chơi đồ Hoặc là đi đến mà quán cà phê đồ Nhìn các em đồ Hồi uống cà phê đồ Nhịp chân đồ Rồi lấy đồng tiền cực khổ để cho các em Thế vị coi rõ ràng xác thực nên con người ai mà không bị dính chỗ này Nhưng mà khi mình nghe đạo rồi mình điều chỉnh lại vậy Điều chỉnh lại Nó không phải là quá đáng Nó không phải là quá đáng Quý vị coi tại sao mà ngoài đời mà không tu mà Có những người đàn ông mà tuổi đâu có lớn quá Mà sao già mà đến mức mà Nhức lưng, nhức chân cẳng Mà người nó như là một ông già bảy tám chục tuổi Vì sao? Vì nó tham dục quá nó lạm dụng và dục vọng quá, có khi làm việc cả ngày cực khổ như vậy, vợ chồng làm việc cả ngày cực khổ mệt mỏi vô cùng, như vậy mà tối về một cái buồn quá thì vợ chồng phải gần gũi trắng gói, giết rồi con người nó kiệt quệ, nó già trước tuổi, nên những đức nói rằng vợ chồng mà tham dục là tự giết nhau, đây là lời ấn tổ nói, giết nhau mà tham dục như vậy. Vợ chồng mà điều tiết thời gian Nửa tháng Mấy tuần Gặp nhau một lần như vậy Thì vẫn giữ được sức khỏe Còn nếu như mà liên tục Như vậy thì cuộc đời tiêu Kể như gọi là giết nhau Không phải thương nhau mà là giết nhau quý vị à. Không phải thương nhau mà là giết nhau Chính những đức thấy rằng Ngày xưa cái mình chưa đi tu nè Mình là một thanh niên hư hỏng Mình trải nghiệm rõ ràng những đứa con không giấu che gì đâu mình cũng là một thanh niên hư hỏng mình trải nghiệm rõ ràng có bạn gái thôi mà mình tham đắm dục vọng mình thấy rằng sức khỏe mình kiệt quệ con người mình sắc diện nó xấu xí vô cùng đầu óc nó tối tâm ngu sững suy nghĩ những điều độc địa ác ý tại vì sao Vì con người nó mắc tinh khí thần thì con người nó tối tâm và cơ thể con người mình nó nó già trước tuổi nên quý vị coi một người phụ nữ mà quá gần nhiều người đàn ông là tự nhiên họ già lắm quý vị để ý những cái cô gái làm gái đi một đêm chung chả bao nhiêu người đàn ông nên thường là chết sớm không những người làm gái là thường chết yểu nếu như mà họ nghe được công đoạn này họ quay đầu họ tìm một cái nghề khác thiện để họ làm đi tại vì cái nghề này nó không bao giờ tồn tại đâu sanh nghề tử nghiệp cái nghề mà làm gái này là cái nghề hạ cấp nhất cái nghề mà lấy chồng người ta nghề này hạ cấp nhất Cũng là một cái nghiệp quá nặng Nhưng mà cái nghiệp này có thể chuyển nghiệp Là mình nghe được thì mình chuyển nghiệp Nghe được thì chuyển nghiệp Còn nếu như mà mình không nghe Gì hết trơn thì mình không còn cơ hội nữa Nên từ nơi đó Mà quý vị biết rằng là Khổ lắm Trời ơi nếu quý vị mà sống nơi Thành thị Quý vị coi Nhìn những ánh đèn phố gọi là lung linh Vậy mà trong đó cũng bao nhiêu cái mảnh đờ trong đó nó không đơn giản Có khi nửa đêm mà bao nhiêu cô gái đang đi kiếm tiền Đem xác thân ra mà kiếm tiền mình không phải cười chế người ta đó quý vị à Bây giờ mình học Phật rồi mình mới thấy thương người ta Thấy tội nghiệp người ta Phải chi mà họ nghe được Phật Pháp đi Họ cũng quay đầu được như mình Ít gì cũng tu sửa chính mình lại rồi cuộc đời về sau nó mới có cơ hội được Nên những đức nói rằng Tất cả những người làm gái chắc chắn là chết sớm Chết xong là đi đọa lạc Đây là một cái nghiệp rất nặng Nếu như mà biết quay đầu biết niệm Phật Biết ăn chay phóng sanh Đừng có làm cái nghề này nữa Đi tìm cái nghề gì làm kiếm tiền dù là ít tiền Nhưng mà cuộc đời mình nó có hậu về sao Từ nơi đó mà những người mà Đi lấy chồng người này người kia người nọ nếu như mà họ nghe đạo thì quý vị coi Nếu như mình có con gái Mình là người làm mẹ mà làm như vậy Thì con gái mình bị ảnh hưởng lớn lắm Nó sẽ học theo mình đó Cái nhân cái quả nó không sai đối với vị à. Thí dụ như người đàn ông này có tiền Ông là một ông già Mà ông có tiền Ông đi mua vui cùng với những cô gái trẻ người thế gian bây giờ có những người mà người ta mà già rồi người ta có tiền mới bị biết rằng là người ta mua mấy cô con gái còn chinh người ta ăn ở nhưng mà cái quả báo này nó đến với con cháu của họ tại vì ông già này vẫn có con cháu cái quả báo của những đứa cháu kia nó có cái nghiệp đồng như vậy nó sanh vào gia đình ông này nó làm cháu ông này cháu gái mà ông này ông thương cháu gái ông vô cùng Cuối cùng cháu gái vừa lớn lên một chút thôi Tự nhiên đứa cháu gái này nó ngộ thay là nó thích đi làm chuyện tầm bậy Để kiếm tiền Nó lại bị những ông già khác hại cuộc đời Thì tức khắc cái ông già này đau lòng vô cùng Quý vị biết không có người đàn ông nào hay là Người cha Ông ngoại, ông nội gì mà Không đau lòng khi thấy Con gái, cháu gái mình Mà bị hại đời, bị một ông già hại đời Cặp một ông già mà đi chứ thấy khó chịu lắm Như vậy thì cái quả báo ông Đã từng tạo ra là Chính ông có tiền mà ông đi mua vui Ông hại những cô gái trẻ Ông dùng đồng tiền này để ông tạo nghiệp Như vậy thì cái quả báo bây giờ Ông thương cháu gái ông vô cùng Thì bị ông già khác hại lại cháu gái ông Để cho ông khổ đau cùng cực Ông có tỉnh hay không Hay là ông chỉ có chấp mà ông quên đi cuộc đời Ông đã từng gieo cái nhân gì Bây giờ chịu cái quả báo này Không phải là ông bà cha mẹ làm mà con cháu chịu không phải mà là ông bà cha mẹ tạo cái nghiệp này Con cháu nó có cái nghiệp này Nó sanh vào Cái gia đình mình để mà nó Đòi nợ trả nợ với nhau như vậy đó Nói như vậy nó mới đúng Chứ làm gì cái chuyện mình làm mà người ta chịu Những đứa có quen một anh bạn này Anh cũng đẹp trai có điều kiện Rồi anh cũng có vợ rồi Mà anh đi quen nhiều cô gái lắm mà anh nó sanh ra hai đứa con gái ừ. Sống với người vợ chính đó, có hai đứa con gái Trời mà ảnh thương hai đứa con gái này Cực kỳ thương luôn Ờ quý vị biết rằng Hồi thờ những đứa chưa đi tu Những đứa với anh thân Bây giờ những đứa đi tu tính ra Cũng mười năm nay thì đưa hai đứa con gái Bây giờ cũng mười mấy tuổi Nó lớn lên rồi ảnh Bo 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 Hai đứa con gái tối ngày Thương yêu lo Đừng có nói nữa chở đi học đồ anh kỹ lưỡng anh lo cho hai đứa con gái vì anh nghĩ rằng nếu như con gái mình bị phá đờ thì mình làm cha khổ tâm dữ lắm lo dữ lắm tại ảnh đã từng phá đờ nhiều cô nhưng mà quý vị coi ảnh càng lo càng bảo dưỡng chừng nào thì cuối cùng cái quả báo nó đến nó bị như vậy rồi lúc đó mình mới gọi là khổ đau cung cực luôn quý vị đó vì cái nhân cái quả nên chúng ta là người mà nghe đạo Nó phải hiểu được cái định lực nhân quả Nó cho mình bổ túc như vậy đó Nó bổ túc cái tình thương như vậy Rồi nó làm cho mình vỡ mộng ừ, Nó bổ túc tình thương rồi làm cho mình vỡ mộng Thí dụ như bây giờ mình làm nghề sát sanh đi Rồi mình có một đứa con trai thiệt là dễ thương như toàn, Mình thương đừng có nói nữa Nhưng mà tự nhiên đứa con trai này Nó đi 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 Sao nó té xuống hầm nó chết bất đắc kỳ tử nó làm cho vị khổ đau cung cực luôn tại vì quý vị làm nghề sát sanh nuôi gia đình thì con quý vị nó sẽ chết yểu mà đứa con bị thương nhất phải chết quý vị khổ đau cung cực và quý vị tan nhà mất mạng gia đình tan nát hết vì cái nghề sát sanh thì cuối cùng gia đạo nó sẽ quỷ diệt rất là mau cái định lực nhân quả nó lạ thường lắm nó điều chỉnh làm sao mà nó gần gũi với mình nhất để mà nó đòi nợ nên có một câu chuyện rằng là khi mà cái ông này bị giết quan ông còn cái phước làm người vua diêm dương mới nói rằng bây giờ cho ông làm người mà ông chịu làm cha người đó làm mẹ người đó hay không thì cuối cùng cái ông này nói bây giờ tôi lên tôi đòi nợ nhưng mà tôi phải làm con tôi đòi nợ vua diêm dương nó ủa sao mà ông làm con chứ ông chịu làm cha làm mẹ thì cái người này nói rằng nếu làm cha làm mẹ thì phải lo cho con bây giờ tôi làm con Tôi sẽ đòi nợ Những người Cha mẹ thiếu nợ tôi Nên quý vị coi Bây giờ con cái lên đòi nợ là nhiều quá đúng không ừ. Mình thương con vô cùng Nhưng mà cái quả báo nó đến Nó làm ngược lại vấn đề Cho mình khổ đau Nên cái tâm tham dục này nó kinh khủng lắm quý vị Phải nhớ đó Nhưng đức đọc một câu chuyện này cho quý vị nghe nè Hàng Ngụy Công Đời Tống hàng kỳ được phong tước ngụy công lúc đang giữ chức tể tướng có bỏ tiền mua một phụ nữ về làm thiếp người phụ nữ ấy họ chương hết sức xinh đẹp lúc viết giấy bán thân đã xong cô chương bật khóc hàng kỳ gạn hỏi nguyên do cô nói tôi vốn là vợ của quan cung chức lan tên quách thủ nghĩa Năm trước chồng tôi bị một kẻ thuộc hạ vu cáo Nên hôm nay mới rơi vào tình cảnh này Hàng kỳ động lòng thương xót Bảo cô gái mang tiền bán thân Quay về nhà Hẹn khi nào làm rõ sự việc sẽ quay lại Cô gái họ chương về rồi Hàng kỳ xem xét lại vụ việc Và giải được mối quan cho người chồng của cô lại thu xếp cho anh ta được nhận lại quan chức Cô gái họ chương đúng theo lờ hẹn liền quay lại Hàng kỳ không gặp mặt Chỉ sai người đến chuyển lời rằng Ta là tệ tướng đương triều Không thể lấy vợ người khác làm thiếp của mình Số tiền bán thân lúc trước Cô có thể giữ lấy không cần trả lại Rồi ông trả lại giấy bán thăng còn giúp thêm hai mươi lượng bạc làm lộ phí đi đường bảo cô ta hãy quay về đoàn tụ gia đình cô họ chương cảm động rơ lệ quỳ xuống lại tạ từ xa rồi ra về sau hàng kỳ được phong đến tước ngụy vận vương tên thị là trung hiến con cháu nhiều đời vinh hiển không ai bằng câu chuyện này muốn nêu lên rằng cái vị quan này không có tham dục thời xưa người ta có tiền người ta có thể mua thiếp nhưng khi ông mua cô thiếp này rất đẹp cô gái này rất đẹp ông về làm vợ mua cô này về làm vợ nhưng mà khi ông nghe cái tình cảnh của cô này thì ông thương tâm Câu chuyện này muốn nêu lên như vậy đó. Chứ bây giờ khó ai mà vượt qua cái ải này Vì sao Vì mình đã dùng tiền mình mua được rồi Thì người ta về người ta phải làm vợ mình thôi Nhưng mà riêng ông quan này Ông nghe như vậy rồi thì ông lại thương tâm Ông kêu cô này về nhà đi Rồi ông sẽ coi lại Cái vụ án của chồng cô Rồi ông giúp giải quan xong rồi Ông á Giúp cho chồng cô này phục chức lại rồi cô này đúng như lần hứa đến tìm ông Thì ông cho người hầu ra Nói rằng ông không thể nào lấy vợ người ta Vì ông là tể tướng Đưa giấy bán thân trả lại Còn đưa tiền để cho cô này đi về nhà Từ cái đức hạnh của ông Không tham dục Mà sau này con cháu của ông vinh hiển Không ai bằng Và chức quan của ông càng ngày càng phát lên Qua câu chuyện này là như vậy nên chúng ta là gặp nữ sắc chúng ta không vượt qua được Gọi là già không bỏ nhỏ không tha Con ma cũng muốn lụm <laughs> Từ nơi đó thì thôi <laughs> Chúng ta khổ đau cùng cực khóc Ngóc đầu lên không nổi Phước báo thì tiêu sạch Bệnh đau Chết yểu Đủ thứ chuyện vặn xui đến với mình Nó là như vậy Dù có con đi chăng nữa Cũng là con đầu óc ngu si tâm tánh tối tâm làm chuyện sầm bậy rồi sanh những đứa con đi thủ dâm làm chuyện tầm bậy coi phim đó. tục tiểu đây là những cái hạt giống hư của xã hội của đất nước quý vị có là do gì chính mình không có phước nên con của mình như vậy nhiều thanh niên bây giờ nhìn nó ăn diện lạ lắm quý vị ơi con trai mà xăm môi xăm mắt rồi sơn móng tay Mình nhìn mình nói thời ơi Cái này là cái dạng gì mà lạ gì Đúng là Cái thờ thế nghiệp quả rồi Nếu như đất nước mà nhiều thành phần này Thì cái như gòi xong luôn Con người cùng cực khổ đau quý vị Cha mẹ kêu gào Từ do cái nạn gì ra mà có cái thành phần này Có hạt giống này xuất hiện Thạ dâm dâm dục quá đáng hạt giống yếu rồi sanh ra cái thứ không có phước chứ nếu như vợ chồng biết điều tiết chuyện chăn gói biết quý trọng nhau đến với nhau tự nhiên dù sanh con cũng là con có đạo đức quý vị phải nhớ rằng gắn thì sanh gắn gồng thì sanh rồng thôi mèo thì sanh mèo cọp thì sanh cọp thôi chứ làm gì mèo mà sanh cọp gắn mà sanh ra con gồng được quý vị không có đâu nên từ nó cái nhân của người cha mẹ mà sanh ra con tốt đẹp hay là gì chính mình quý vị coi gia đạo người ta tốt là là do cái đạo đức của người ta mà được tốt vậy đó những đức đọc thêm một đoạn nữa cho vị nghe nè lờ bàn thở xưa tư mã ôn công lúc chưa có con trai vợ ông vì muốn ông có con nói giỏi nên âm thầm mua một phụ nữ về cho ông làm thiếp chọn lúc thích hợp đưa vào phòng đọc sách của ông ông phớt lờ như không nhìn thấy người thiếp muốn thử lòng ông cố ý cầm lên một kho sách hỏi đây là sách gì thế ông giữ sắc mặt nghiêm trang chắp tay cung kính trả lời đó là sách thượng thư người thiếp biết ông thực sự không quan tâm đến mình đành rụt rè lui ra nhìn chung một khi tâm ham muốn sắc dục đã lạnh nhạt đi thì người ta có thể tự chế được bản lĩnh của hàng kỳ có thể làm được việc nghĩa khí cao thượng như thế hoàn toàn đều nhờ ở chỗ ít ham muốn nên sách sử có lưu danh quý vị những người người ta mà không tham dục là lưu danh cho sử sách thấy không mà trong cái quyển sách đó của ngài chu quan sĩ mà khuyên người bỏ sự tham dục này nè quý vị những câu chuyện có những câu chuyện thì như là hàng kỳ đó, đó tốt có những câu chuyện thì có người tham dục sẽ bị quả báo gì quả báo gì nên chúng ta mỗi ngày học tập là đọc dài câu chuyện như vậy để mà làm cái nền để thấy rằng cái việc mà tham dục quả báo làm sao và con người mà tiết dục thì được cái phước duyên như thế nào quý vị phải nhớ rằng tiết dục thì con cháu hiền hậu có đạo đức và hiếu thảo của chúng ta còn nếu như mà mình tham dục thì con cháu mình là hạt giống hư như gia đạo những đức kể gia đạo tan nát nó bại hoại gia đạo hết là từ nó tham dục mà nó bại hoại hết gia đạo luôn nên những đức có thường nhắc cái chuyện này và những đức đã từng nghe nên cứ là nhắc phải cố gắng cái chuyện chăn gối vợ chồng con cái nó thấy là nguy hiểm lắm nghe quý vị nhớ đó nên mình phải kỹ lưỡng Cái việc mà vợ chồng ăn ái Là mình phải đừng để cho con mình nó thấy Con mình là còn nhỏ Có chừng hại cái tâm con mình Nguy hiểm lắm quý vị Người xưa người ta kỹ chỗ này lắm Rất là kỹ Người bây giờ có khi mình không chú ý đâu đó, Nên có khi hại cái tâm con cái quý vị Phải nhớ đó Nên những cái buổi học tập mà Khuyên người bỏ sự tham dục này hay lắm Chắc chắn rằng Nhiều người nghe người ta sẽ biết được Gia đạo người ta tại sao tan nát Người ta đâu có biết cái chuyện tham dục này Người ta đâu có biết Mà từ nó những câu chuyện này như Đức kể rồi Mới thấy rằng đúng là Cái chuyện tham dục này đáng sợ Mà rõ ràng nhà nho đã nói rằng Vạn ác dâm đứng đầu Đây là ác nhất mà quý vị coi Bây giờ phá thai tràn lan là do tham dục chứ gì Gọi là dâm sát Tà dâm rồi đi sát sanh Là đi phá thai đó Thí dụ như quý vị coi Có những người nữ người ta đẹp Người ta cảm thấy mình tự hào vô cùng nhưng ngộ thấy vị trí càng đẹp thì càng phá thai nhiều à. còn những cô gái cô xấu vô cùng xấu tự nhiên thấy mình cũng tuổi thăng vậy mà ngồi bình tĩnh suy nghĩ xấu cũng có cái phước xấu xấu vậy đó mà có một chồng đàng hoàng không có gian díu với người này người kia không có nai người này mai người nọ vậy mà người xấu này ít phá thai còn người phụ nữ đẹp kia vậy đó mà quá nhiều đối tượng cuối cùng thì không bỏ được ai cuối cùng đi phá thai tùm lum phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta nêu như vậy Cái đẹp cái xấu Nó theo cái tâm của người như vậy Những Đức nói mạnh dạng một câu Con của mình còn nhỏ Nếu như con mình nghe nhân quả Con mình biết niệm Phật Nhờ cái phước duyên tự nhiên con gái của mình Nó không có cái chuyện đi phá thai ừ. Dù là có chồng đi chăng nữa Tự nhiên có một hai đứa con ngoan ngoãn ra đời Nó không có cái chuyện mang thai Rồi dư con phải đi phá không có cái người mà mang thai dư con đi phá là từ nó tham dục nhiều quá, thêm một cái nữa là tâm tính không thiện không tốt, nên nó mới dư con là con nghiệp đến đòi nợ nó phải phá thai để mình tạo nghiệp để mình khổ mình đau, thấy không? nếu như đứa bé này mà biết niệm phật từ khi còn nhỏ, hiểu nhân quả có đạo đức, biết hiếu thảo với cha mẹ, chắc chắn đứa này không bị cái chuyện phá thai, dù quý vị có để con bị đi học phương xa đi đâu đi chăng nữa nó cũng không hư. Vì từ khi còn nhỏ nó đã được cái chủng tử thiện rồi Nó có đạo đức rồi Nên những đức từng nói rằng Con cháu mình có phước Thì dù người ta có đem con cháu mình để vào đống lửa Thì tự nhiên nó cũng chuyển qua đống vàng Còn nếu như mà Con cháu mình nó có tội nó không có phước Dù quý vị có đem để vô đống vàng Nó cũng chạy vô đống lửa à ừ. Mình đặt để nó vào chỗ tốt Nó cũng chạy để chỗ xấu Còn nó mà có phước dù quý vị có đưa nó vào chỗ xấu Nó cũng gặp chỗ tốt nữa. Nên con người phước duyên nó dẫn dắt mình thiện hay ác Là do phước hay họa chính mình tự tạo Phải nhớ đó Nên những đức thường nhắc cái lớp đạo làm con rằng Tất cả các cháu gái, các cháu nam ở đây nè Nếu như mà các con mà biết niệm Phật á, Hiếu thảo cha mẹ nha Chắc chắn rằng Các con ít bao giờ có cái chuyện mà Sau này nam nhi mà đi gian díu với người phụ nữ này người phụ nữ kia người phụ nữ nọ để mang họa vào thân chứ mà chắc chắn rằng các đứa con gái này cũng không có bị cái chuyện đi phá thai vì sao vì nó đâu có tạo nghiệp nó đâu mà nó chịu như vậy nên mình có con cháu mình giáo dục con cháu mình về định lực nhân quả quan trọng quan trọng vô cùng ấn tổ ngày nói rằng giáo dục lương lý đạo đức còn không bằng giáo dục nhân quả người mà có thể hiểu lương lý đạo đức nhưng có khi gặp danh lợi thì nó che mờ lý trí nó đi tạo nghiệp nhưng mà người mà có thể hiểu định lực nhân quả thì người ta sợ nhân quả nên người ta không tạo nghiệp quan trọng vô cùng nên phải nhớ rằng phải điều tiết cái việc tham dục này tất cả những con người mà tham dục nhất định sẽ không có cái quả báo tốt chiều nay chúng ta học đến đây vậy ai gì đạo phật nguyện à đem à công à đức này hướng về không tóc cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tận độ